nếu bạn là người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài hay là người nước ngoài mong muốn học tiếng Việt. Bạn đã có một nền tảng tiếng Việt cơ bản và mong muốn học thêm. Chương trình học tiếng Việt Xin chào Việt Nam là dành cho bạn. Trong hai tập trước của Xin chào Việt Nam, Fred Lê đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị tại làng Liêm, Bắc Ninh và học cách phân biệt hai từ vào và lúc. Tuần này, chúng ta sẽ làm quen với Jeff, một cậu bạn tới từ Canada. Bạn ấy sẽ được khám phá những điều lý thú gì trong Xin chào Việt Nam đây. Chúng ta cùng bắt đầu cuộc hành trình với Jeff nha. Nhưng trước tiên, phải làm quen với cậu ấy đã nào. Xin chào các bạn, mình là Jeff Brewers. Năm nay mình 27 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên tại Vancouver, Canada. Mình đến Việt Nam từ năm 2014. Mình đã ở Việt Nam 4 năm rồi. Tại Việt Nam, mình từng làm người mẫu. Còn hiện tại, mình đang là giáo viên tiếng Anh. Hãy cùng dõi theo những trải nghiệm thú vị của mình tại Việt Nam nhé. Em ơi, con phố này đẹp quá. Anh thấy mấy chiếc đèn này rất lạ. Hình như không phải lúc nào họ cũng bán. À, đó là đèn lồng. Loại đèn này thường được bán vào dịp Trung Thu anh ạ. Trung Thu là ngày gì vậy? Đó là ngày 15 tháng 8 âm lịch. Một ngày lễ Tết dành riêng cho trẻ em. Và ngày này thì trẻ em thường đi rước đèn, phá cỗ này. Còn gia đình thì quây quần bên nhau, uống trà, ăn bánh Trung Thu và ngắm trăng. Vui lắm Jeff ạ. Ồ, có một loại bánh tên là Trung Thu hả? Anh ơi, bánh này thường được bán vào dịp Trung Thu nên người ta gọi là bánh Trung Thu. Bánh có hai loại, bánh dẻo và bánh nướng. Bánh này ngon lắm anh ạ. Anh tự nhiên nhắc đến là em thèm quá anh mất. Mình sẽ học làm bánh Trung Thu để tặng Trinh. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với trường quay của Xin chào Việt Nam, chương trình học tiếng Việt thông qua trải nghiệm văn hóa. Một mùa Trung Thu sắp tới, không chỉ người Việt Nam mà cả những bạn trẻ nước ngoài cũng rất hào hứng với dịp lễ này. Ở Việt Nam vào dịp Tết Trung Thu, cha mẹ bày cỗ cho các con để mừng Trung Thu, mua hoặc làm các loại đèn lồng là loại đèn thắp bằng nến để treo trong nhà và tổ chức cho trẻ em rước đèn. Cỗ mừng Trung Thu bao gồm có bánh Trung Thu, kẹo, quả bưởi và những thứ hoa quả khác. Đây là dịp để cho các bậc cha mẹ, ông bà thể hiện tình thương yêu con cháu. Cũng trong dịp này, các gia đình thường mua bánh Trung Thu, mua trà, mua rượu, cúng tổ tiên để thể hiện sự biết ơn tổ tiên hoặc biếu ông bà, cha mẹ để thể hiện tình cảm gia đình gắn bó, khăng khít. Chính vì vậy, bánh Trung Thu còn tượng trưng cho sự đoàn viên và không thể thiếu được trong dịp Tết Trung Thu. Qua cuộc hội thoại của Jeff và Trinh, chúng ta không chỉ cảm nhận được không khí Tết Trung Thu trên phố Hàng Mã, Hà Nội, mà còn học được cách sử dụng một số từ chỉ mức độ trong tiếng Việt, như quá, lắm và rất. Em ơi, con phố này đẹp quá. Anh thấy mấy chiếc đèn này rất lạ. Ơi, bánh này thường được bán vào dịp Trung Thu nên người ta gọi là bánh Trung Thu. Bánh có hai loại, bánh dẻo và bánh nướng. Bánh này ngon lắm anh ạ. Anh tự nhiên nhắc đến là em thèm quá anh mất.
Trong đoạn hội thoại trên, Trinh và Jeff đã sử dụng các từ rất, lắm và quá để bổ sung ý nghĩa mức độ cho tính chất, đặc điểm của sự vật. Ví dụ như đẹp quá, rất lạ hay ngon lắm. Có thể thấy cả ba từ này giống nhau ở chỗ đều được dùng để chỉ mức độ cao nhất của tính chất, đặc điểm hay trạng thái. Tuy nhiên, chúng khác nhau ở vị trí trong câu. Từ rất luôn đứng trước tính từ. Ví dụ, cái áo này rất đẹp. Hay trăng vào đêm trung thu rất tròn và sáng. Trong khi đó, từ lắm và quá lại luôn đứng sau tính từ. Ví dụ, con mèo nhà này xinh lắm. Hay trăng sáng quá. ¶¶